lồng ghép các biện pháp thích ứng khí hậu có trong khi chiến lược kế hoạch phát triển của địa phương thì cần được thực hiện các sở tốt và để các địa phương có thể chủ động các cái phương án thích ứng hợp lý và giảm thiểu các cái tác động do biến đổi khí hậu. Như quý vị đã biết thì chính phủ và tôi đã báo cáo chính phủ đã ban hành nghị quyết 120 năm 2017 để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long biến đổi khí hậu. Thì mới đây Quốc hội cũng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia để giai đoạn 2021-2030 và mới đây nữa thì chính phủ đã phê duyệt cái quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 tại quyết định số 287 ngày 28/2022. Đây là các quý vị đây là quy hoạch vùng đầu tiên theo luật quy hoạch đã được phê duyệt. Và các cái nghị quyết của 20 gồm 12 quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long ấy, đấy là các cái văn bản rất là quan trọng để định hướng chúng ta xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo cái luật quy hoạch ấy, thì tới đấy thì các địa phương sẽ xây dựng các cái quy hoạch để trình thủ tướng chính phủ, đặc biệt là quy hoạch tỉnh để trình thủ tướng chính phủ phê duyệt theo tinh thần quy hoạch. Và cũng như là các địa phương cũng sẽ xây dựng các cái quy hoạch và là kỹ thuật chuyên ngành và các kế hoạch để phát triển kinh tế xã hội địa phương mình, phát triển kinh tế xã hội chung và các cái quy hoạch chuyên ngành thì sẽ cần phải có cái thời gian sẽ xây dựng các quy hoạch này và đặt ra là cần phải có cái tích hợp đồng ghép các cái vấn đề thích ứng đổi khí hậu các quy hoạch và cái kế hoạch của các địa phương. Thì trong cái khuôn khổ dự án này thì Bộ Nông nghiệp Trương thông qua ban quản lý dự án sẽ hỗ trợ hai tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu để thực hiện việc lồng ghép hoặc là xây dựng các cái hỗ trợ xây dựng các quy hoạch kế hoạch về biến đổi khí hậu gắn với phát triển hệ sinh thái. Có thể là trong quy hoạch tỉnh tôi đã nói báo cáo trong quy hoạch tỉnh theo luật quy hoạch thì bây giờ là giai đoạn các địa phương đang xây dựng quy hoạch tỉnh, quy hoạch tích hợp là đầu tiên là xây dựng quy hoạch tỉnh là quy hoạch tích hợp tất cả quy hoạch và có thể là xây dựng các quy hoạch kế hoạch kỹ thuật chuyên ngành theo nhu cầu địa phương. Bên cạnh các cái hỗ trợ khác của dự án thì đây là một cái phần mà hỗ trợ các địa phương xây dựng các quy hoạch kế hoạch. Và hội thảo ngày hôm nay là hội thảo thì mà chúng tôi gọi là không phải là hội thảo khởi động dự án nhưng mà hội thảo khởi động việc xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch nâng cao khả năng chống chịu và phát triển con người sinh thái biến đổi khí hậu cho hai tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và sau đấy thì hội thảo sau hội thảo này thì ban quản lý dự án sẽ có các cái hội thảo chuyên sâu để tập huấn cũng như là cùng trao đổi với các địa phương trao đổi với Bạc Liêu để xây dựng để hỗ trợ nhu cầu để tìm hiểu nhu cầu cũng như là để hỗ trợ các tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu xây dựng các cái quy hoạch kế hoạch để mà thích ứng được hiệu. Thưa quý vị đại biểu thì Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Agricap tổ chức hội thảo ngày hôm nay nhằm đây cũng là cái hội thảo đầu tiên sau khi mà dự án được phê duyệt và được tổ chức tại trung tâm Cửu Long. Thì tôi cũng nhân cái cơ hội hội thảo hôm nay thì mình giới thiệu quý vị thì các cái mục đích cũng như là tổng quát về dự án thì quý vị có thể nắm được cái dự án này. Cái thứ hai là tôi cũng sẽ giới thiệu cái bộ công cụ lồng ghép về biến đổi khí hậu trong các cái chiến lược quy hoạch kế hoạch làm cơ sở để cho hỗ trợ các địa phương trong các công tác đặc biệt hai tỉnh trong Bắc Liêu trong việc lồng ghép kết hợp biến đổi khí hậu trong quá trình mà xây dựng các chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng là các cái chiến lược quy hoạch ngành. Và đồng thời thì trong quá trình vừa qua thì nhóm chuyên gia của biến đổi khí hậu đã có cái đánh giá về cái những tổn thương cái rủi ro do biến đổi khí hậu cũng là các cái thực trạng thể chế chính sách năng lực phó của tỉnh Trà Vinh Bạc Liêu cũng là cái cơ sở để chúng ta nắm bắt được các thông tin hiện trạng có thể từ đó giúp cho hai tỉnh gọi là lồng ghép các vấn đề về biến đổi khí hậu trong cái chiến lược quy hoạch kế hoạch và sau đó chúng ta sẽ có cái thảo luận về các định hướng kế hoạch việc mà lồng ghép các cái vấn đề nào chính vấn đề nào lớn để đưa vào trong các chiến lược quy hoạch của các tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu. Báo cáo quý vị đi với như vậy thì tôi xin phép được thay mặt cho ban quản lý dự án cũng ban tổ chức xin phép được khai mạc hội thảo ngày hôm nay. Chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, các
chuyên gia được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc, là thành công. Xin chúc cho chuẩn bị có một cái hội thảo bổ ích thành công và xin trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn ông Phan Tuấn Hùng. Và kính thưa quý đại biểu, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Jong Hyo Nam, đại diện nhà tài trợ, quyền giám đốc văn phòng UN Habitat Việt Nam, sẽ có đôi lời chia sẻ tại hội thảo. Xin được mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi phần phát biểu trực tuyến. Thưa ông Nguyễn Việt Tuấn, đại diện cho